quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Foxcar, trung tâm mua bán xe ô tô để quay sử dụng. Và mình là Ngọc Mai. Hôm nay Mai có một chiếc xe siêu phẩm dành cho các anh chị. Đây là một chiếc xe sedan cỡ lớn nha, nhưng giá của nó chỉ bằng một chiếc sedan cỡ nhỏ thôi, dưới 500 triệu các anh chị. Thật ra là với cái tầm tiền khoảng tầm 480-500 triệu thì bây giờ các anh chị chỉ có thể mua được một chiếc xe i10 số tự động nha. Lăn bánh thì nó rơi vào khoảng tầm 485 triệu. Nhưng chiếc xe bên cạnh Mai đây là chiếc xe Hyundai Sonata đời 2012. Xe này là form của 2013 luôn nha, giá chỉ có 478 triệu thôi. Xe này là thuộc phân khúc sedan D, nó là đối thủ với lại Toyota Camry nè, Honda Accord nè, hay là Kia Optima. Bây giờ mời các anh chị đi một vòng quanh xe để xem thử chiếc xe này như thế nào, chiếc xe như thế nào, có còn đẹp và còn đáng tiền để mua hay không nhé. Đây là dòng Hyundai Sonata nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nha các anh chị. Hiện tại thì hãng đã không còn phân phối dòng xe nhập khẩu mới nữa, nên là Sonata các bạn chỉ có thể tìm được xe cũ trên thị trường thôi. Xe này là đời 2012 nhưng form của nó là form 2013. Xe đã được lên 4 cái mâm mới, 4 cái mâm mới và 4 vỏ mới luôn. Xe cực kỳ đẹp. Xe này là đi chuẩn 5 vạn, 5,3 vạn, chính xác là 5,3 vạn nha. Xe này là 5,3 vạn chuẩn luôn. Rồi bây giờ các anh chị đi vào chi tiết xe hơn ha. Mình xem giúp Mai cái nước sơn. Xe từ đời 2012 thì chắc chắn mình không thể yêu cầu sơn zin, tại vì sơn zin thì chắc chắn nó cũng không đẹp, nó sẽ có phần trầy xước. Như ở đây nè, các anh chị có thấy nó có những cái phần xước như thế này, thì chắc chắn xe sẽ có phần sơn lại. Nhưng mà nên sơn lại các anh chị, tại vì nếu mà không sơn lại thì cái phần xước xát nó rất là xấu. Một chiếc xe thuộc phân khúc gần như là hạng sang như thế này ha. Bây giờ các anh chị kiểm tra giúp Mai phần lớp. Vỏ ở đây mà thấy còn khá là sâu nè. Ở đây vỏ mình mới được thay vào năm 2018. Đây, tuần thứ 35 của 2018, 4 vỏ luôn nha, 4 vỏ của mình đều được thay hết. Mâm này là chủ đã có lên mâm, ở đây là mâm 18 cho mình rồi, mâm rất là to, cực kỳ sang luôn. Với tầm 500 triệu cho một chiếc xe như thế này cực kỳ đáng tiền các anh chị. Xe này còn đăng kiểm đường bộ tới tháng 11 năm 2021 ha. Tháng 11 2021. Có dán phim cho mình rồi nè. Các anh chị kiểm tra giúp em phần keo chỉ cửa nha. Keo chỉ cửa này là nguyên zin nha các anh chị. Keo chỉ nguyên zin, nước sơn rất là đẹp, rất là liền lạc. Rồi các anh chị kiểm tra giúp em luôn phần ốc chân cửa phía trước ha. Những chiếc xe như thế này thì em sẽ cố gắng kiểm tra thật là kỹ cho các anh chị, để các anh chị ở xa mình xem được cái video này á, thì mình sẽ xem được chi tiết luôn cái xe nó như thế nào. Mình không có mất thời gian mình lên xem xong rồi mình không thấy hay không có ưng ý, không có như trên video tụi em làm. Cái này nó có mẻ cành chút xíu nè, nhưng mà con ốc này còn phía trong còn. Điều này nghĩa là hai con ốc này cùng chưa được mở nha. Tại vì nếu mở thì phải mở lần hai con, nhưng mà con phía trong thì còn nguyên nè. Các anh chị xem tiếp phía trên giúp em ha. Đó, nó có mẻ cành chút xíu nè, mẻ cành chút xíu nè. Nhưng không bao giờ ai mở phía dưới, mở phía trên mà không mở phía dưới hết. Nên ốc này là còn nha các anh chị. Rồi các anh chị xem đó, giúp em luôn cái phần phía bên này. Bệ tì tay. Xe dùng những cái nhựa như thế này sử dụng 10 năm, chắc chắn nó phải có phần hao mòn. Nó có những cái phần trầy như thế này do cái nhẫn á, mình đeo á, thường nó hay bị kẽ như thế này nè. Đó, thì những cái này nó không có quá, gọi là quá ảnh hưởng đến việc sử dụng. Nhưng mà về tính thẩm mỹ á, thì về các anh chị có thể ốp nó lại một chút xíu, ốp mấy cái nhựa giả carbon á, cực kỳ sang trọng luôn nha. Xe tình trạng như thế nào thì em sẽ báo như vậy cho các anh chị cho nó dễ. Rồi mình ra phần sau xe ha. Phía sau xe đây là xe đã có trang bị cho mình cam lùi rồi nè, cảm biến lùi rồi nè. Các anh chị biết sao, ở phân khúc mà xe sedan hạng D nó thuộc phân khúc là xe sang rồi, nên là những cái trang bị trên xe, công nghệ trên xe nó cực kỳ đầy đủ. So với một chiếc i10, nếu mà các anh chị mua mà phiên bản số hatchback đi, cũng là số tự động hatchback, thì nó lăn bánh khoảng tầm 450 á, nhưng mà sẽ không có trang bị cho các anh chị những cái như là cái camera lùi sẵn đâu. Đó. Rồi đèn ở đây thì đèn còn nguyên zin nha. Cái phần sơn ở phía sau cũng còn rất là đẹp, rất là liền lạc. Các anh chị chờ em chút, em vào em cốp cho mình xem nha. Tiếng mở cốp rất là êm, tiếng mở cốp rất là êm, không có lọt cọc gì hết ha. Đó, mình mở kéo cái cốp lên xuống rất là nặng tay luôn. Bây giờ các anh chị kiểm tra giúp em phần keo chỉ nha. Tại vì ốc cốp thì nó không có, ốc cốp nó không có được, nó được bọc một cái lớp nỉ như thế này nè, thì không có nhìn thấy trực tiếp được. Đó, keo chỉ của mình là nguyên zin nha các anh chị. Rồi, các anh chị xem giúp em phần cốp. Cốp xe này thì nó rộng khỏi bàn rồi, nó rộng lắm, rộng cực kỳ luôn á các anh chị.
Đây, dưới đây là lớp sơ cua ha. Xe này đã được cấp anh cách âm sàn ha, cách âm sàn toàn bộ xe. Lớp sơ cua của mình là vỏ Michelin nha. Vỏ này là còn vỏ trước, vỏ của vỏ vỏ theo xe á. Còn bộ dụng cụ sửa chữa đầy đủ luôn. Rồi, các anh chị đi với em tiếp theo mình qua cái phần bên lái ha. Bên tài. Đây, xe này thì các anh chị kiểm tra kỹ giúp em bên này luôn. Keo chỉ cửa sau bên tài còn nguyên zin nha. Rồi, mình vô trong phần nội thất nha. Ở trong này thì xe phân khúc sedan C cực kỳ rộng. Cực kỳ rộng, cực kỳ thoải mái luôn. Ở đây em thấy là có hai cửa sổ trời luôn nha các anh chị. Trần này thì trần còn nguyên bản, rất là sạch sẽ, không có dấu hiệu mà bị bôi, bị gì hết. Ở đây da nè, các anh chị xem giúp em phần ghế. Da này là loại da xịn nha. Da rất là mềm và có lỗ thông khí, không có bị bí nè. Còn rất là căng bóng, không có bị gấp gãy, không có bị cũ hay là dơ gì hết á. Ở phía sau thì mình có hai cái hộc gió riêng biệt luôn, dành cho hai hành khách hai bên, không có chung gì hết. Cái này là chỉ có những cái chiếc xe phân khúc cao thì mới có, xe phân khúc thấp không bao giờ có nha. Xe đã được trang bị cho mình luôn cả cái lót sàn rồi. Lót sàn rồi ha. Rồi bây giờ các anh chị cùng với em đi ra phía trước ha. Rồi cái xe này nó dài á, nên là nó rộng lắm, em đi mà không hết luôn á các anh chị. Rất là thoáng nha. Rồi các anh chị đi rồi vô mình kiểm tra cái phần phía trước nè. Xe này em thấy có nẹp luôn cái chỗ bước chân ra, nẹp bệ bước trong ngoài á, này bệ bước ngoài. Em sẽ nổ máy lên, em sẽ nổ máy lên cho các anh chị xem luôn nha. Hơi dài, chờ một xíu. Xe này chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện nha các anh chị, chỉnh điện. Thông cảm tại vì chân em hơi ngắn. Rồi em đang nổ máy. Tiếng máy rất là êm. Thật sự là phía trong xe thì các anh chị để mà xem được cái, nghe được tiếng máy thì gần như là không thể nha. Rồi đầu tiên các anh chị xem giúp em là phần ô đô. Xe này đi là 54.000 km ha. 54.000 km. Để biết được cái ô đô này chuẩn hay không á, thì anh chị xem giúp em phần vô lăng. Ở chủ xe này sử dụng thì có phần trì xước nhẹ nè. Có phần trì xước nhẹ nha. Nhưng mà không có heo màu gì nhiều các anh chị. Các nút bấm ở đây không bị mờ, không bị phai gì hết ha. Cái phần vô lăng ở đây cũng còn rất là mới nè. Rồi, tiếp theo, cần số. Cần số sẽ nói cho các anh chị một phần của cái việc mà xe đây có được có bị sử dụng quá nhiều hay không. Đó, nếu mà cần số nó bị hao mòn, bị dơ hoặc là làm lại gì đó thì nó sẽ không có, không ô đô nó có thể là chạy nhiều hơn chẳng hạn. Nhưng mà đây là chuẩn nè, nó sẽ có phần hao mòn nhưng không nhiều. Mình có một cái màn hình giải trí Android ở đây, cảm ơn luôn. Em sẽ mở max nhạc lên cho các anh chị nghe thử nha. Dàn âm thanh cực ổn luôn các anh chị. Dàn âm thanh xe này cực ổn luôn nha. Rồi để xem thử mình có gì nữa đây. Ở đây là một cái màn hình Android ha. Đó, có kết nối Bluetooth nè. Có xem được YouTube luôn. Xem được YouTube, có Vietmap luôn nha các anh chị. Rồi ở dưới này mình có dàn lạnh. Dàn lạnh này là hai vùng. Không, dàn lạnh như hai vùng độc lập. Ở đây mình có cái chế độ nè, chỉnh hướng gió nè. Đó. Em sẽ vặn bớt máy lạnh xuống ha. Tại vì trên những chiếc mà xe ở phân khúc sedan thấp hơn, sedan nhỏ thì những cái trang bị như thế này không có đâu các anh chị. Không thể nào có được. Rồi bây giờ các anh chị xem giúp em phần cửa sổ trời nha. Chắc em nhờ bạn cameraman sẽ đi ra phía bên ngoài. Đi ra phía bên ngoài để mình xem được cái cửa sổ trời này từ phía bên ngoài ha. Xe này thì có trang bị cho mình một cái cam cặp lề nha các anh chị. Cam cặp lề ở đây. Cam cặp lề ở đây. Rồi bây giờ em sẽ mở cửa sổ trời nha. Xe này cửa sổ trời nó có hai ô lận rất là đẹp, mở ra như thế này nè. Hôm trước em có quay một cái video một chiếc Sedona luôn. Sonata luôn. Sonata màu đen đời 2010 cũng cửa sổ trời y chang như thế này, rất là đẹp nè các anh chị. Phía trên này nó mở ra nữa nè. Sang lắm, sang cực kỳ luôn. Cực kỳ thích luôn nha. Nhưng mà ở đây là anh chủ đã có dán cho mình một lớp phim để chống nóng cái phần cửa trời ở phía trên này, nên cái màu nó sẽ hơi tối hơn ở chiếc Sonata nha các anh chị. Khi mà mình mở ra thì hai cái cửa, hai cái phần chống nóng ở đây, hai cái miếng này nó sẽ tự bung ra. Em sẽ để luôn máy nha, em sẽ để luôn xe nổ máy để các anh chị kiểm tra giúp em cái phần động cơ luôn.
bên này đẹp lắm các anh chị ơi, mà giá này là cực kỳ mềm luôn á. Tại vì chiếc 2010 bên em đã bán với giá là 418 triệu rồi. Chiếc này 2012 nó hơn 2 năm. Nó cao hơn 2 năm mà form của nó là form 2013. Rồi anh chị kiểm tra giúp em phần ốc cho chân nắp capo nha. Ốc nắp capo còn nguyên các anh chị, chưa có dấu hiệu tháo mở nha. Rồi keo chỉ nè, các anh chị kiểm tra coi giúp em phần keo chỉ nha. Capo này thì có tia ben trợ lực luôn các anh chị. Nè. Cái này thì không có chỉ. Cái này không có chỉ đây nè. Đó ha. Đây. Có những còn những vết bấm điện này nhà máy luôn. Đây là nắp capo này là chưa có dấu hiệu tháo mở nha các anh chị. Rồi mình xuống coi phần ốc máy luôn. Các anh chị nào mà mình có thợ thầy quen biết cứ qua xem xe kiểm tra xe thoải mái, hoặc không yên tâm nữa thì mình cứ đi test hãng ha. Đây nghe tiếng máy nha các anh chị. Rất là êm, không có vấn đề gì, không có tiếng kêu lạch cạch lạch kỳ hết. Đây, mình có vết sơn về nhà máy này không? Nhìn kỹ vô cái trang xe thì cái vết sơn về nhà máy này còn nguyên hết nha. Không có một cái dấu hiệu gì mà tháo mở hết đó các anh chị. Rồi bên em bao test hãng xe này thì chuẩn rồi. Ok. Xe này thì đời 2012 bên em hết hỗ trợ trả góp được rồi nha các anh chị. Các anh chị cái xe này thì chỉ có thể mua tiền mặt, thì mình mua bán hoặc là ủy quyền đều được các anh chị. Xe này thì cực kỳ đẹp và cực kỳ hiếm luôn. Nên các anh chị nào mà thích thì liên hệ ngay với em theo số hotline bên dưới. Hoặc là nhà mình đang tìm cái xe như thế nào, 5 chỗ, 7 chỗ bán tải xe có thể là từ 300 triệu, 500 triệu, 800 triệu. Hay là xe anh chị muốn tìm xe trả góp hay là xe chạy dịch vụ hay như thế nào đó thì cứ liên hệ với em. Mai Anh đang cần tìm một chiếc 500 triệu đi gia đình hoặc là 300 triệu thôi, số tự động nha em, để chị còn đi được chẳng hạn. Thì cứ liên hệ với em đi, em sẽ tìm xe cho các anh chị. Tại vì xe bên em về thì hết nhanh lắm. Xe về và hết rất là nhanh. Nên là mình liên hệ để biết được xe còn hay không, rồi hãy ghé lên xem xe nha. Rồi các anh chị mà có nhu cầu đổi xe, tức là mình đang có sử dụng một chiếc xe dù 5 chỗ đi, muốn đổi qua 7 chỗ thì cũng cứ liên hệ với em. Bên em có thu xe luôn, thu xe và có hỗ trợ cho các anh chị đổi xe giá tốt nhất. Xin chào, nói chung là video đến đây cũng khá là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.